các bạn thân mến, hôm nay tiếng vọng xin gửi tới bài viết là Trịnh Công Sơn và Văn Cao trích lời kể của họa sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao. Tôi nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau vào khoảng đầu năm 1980 tôi từ trường đại học mỹ thuật công nghiệp về thăm ông hai cha con đang ngồi tâm sự với nhau thì thấy nhạc sĩ hồng đăng cùng nhạc sĩ trần tiến mở cửa vào đằng sau là một thanh niên đội chiếc mũ vải mềm một chiếc kính trắng gọng đồi mồi to ngự trên khuôn mặt bé nhỏ dáng vóc gầy gò khép nép chàng trai chắp tay cúi gập người chào cha tôi với chất giọng huế nhỏ nhẹ Dạ, con chào chú. Nhạc sĩ Hồng Đăng vội giới thiệu. Thưa anh Văn, đây là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở trong Nam Gia. Sơn rất ngưỡng mộ anh, bọn em đưa Sơn tới thăm anh. Cha tôi chăm chú nhìn Trịnh Công Sơn dây lát rồi nhổm người lên bắt tay. Trịnh Công Sơn đây hả? Tớ gặp cậu rồi. Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, cha tôi cười nói, gặp qua tác phẩm Tớ đã nghe nhà của cậu từ lâu, từ ngày đất nước còn chưa thống nhất. Trầm ngâm giây lát ông nói: "Một lần có mấy anh bạn trẻ rủ mình đến nhà uống rượu, vui lên họ hát cho mình nghe những ca khúc của Sơn mà họ học được qua những buổi phát thanh của Đài Sài Gòn. Họ hát say sưa, hát thâu đêm, âm nhạc và lời ca của Sơn đã đi vào lòng mọi người như thế đấy." Trịnh Công Sơn gỡ kính ra, lấy mùi xoa thấm mắt rồi chắp tay cúi đầu, dạ con cảm ơn chú. Mình là thế hệ trước, cậu là thế hệ sau, chúng ta cùng nghề không phân biệt tuổi tác làm gì, từ giờ hãy gọi nhau là anh em cho thân mật. Trịnh Công Sơn cảm động chắp tay, dạ dạ cháu. À em, em cảm ơn anh. Buổi gặp gỡ giữa cha tôi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Trần Tiến ngày hôm đó diễn ra vui vẻ và ấm áp. Họ nói với nhau nhiều chuyện, bàn luận sôi nổi về nghệ thuật, không còn khái niệm tuổi tác. Tôi cảm nhận được cha tôi và Trịnh Công Sơn đã trở thành đôi bạn tri kỷ theo đúng nghĩa của nó. Tôi ngồi nhìn mọi người nói, chỉ biết nghe và nghe. Từ đấy, Hàng năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều ra Hà Nội thăm nhạc sĩ Văn Cao. Không những thế, Trịnh Công Sơn còn đưa những người bạn của mình là các nhạc sĩ Tự Huy, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Hiên, Tôn Thất Lập đến với Văn Cao. Ngôi nhà 108 Yết Kiêu trở thành nơi tụ hội của anh em nhạc sĩ trẻ miền Nam. Mỗi lần ra Hà Nội, Trịnh Công Sơn thường thuê những khách sạn ở gần nhà Văn Cao để bất cứ lúc nào dỗi là có thể đi bộ đến thăm và uống rượu cùng ông. Với Trịnh Công Sơn, Văn Cao bao giờ cũng dành cho loại rượu đặc biệt và ngon nhất để uống cùng nhạc sĩ văn cao có một loại rượu cuốc lùi nút lá chuối trong vắt được nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng mỗi khi rót ra tăm nổi lên như mắt cua đóng vòng quanh chén như một chiếc đai ngọc trịnh công sơn rất mê loại rượu này ông gọi nó là rượu văn cao sau khi cha tôi mất Mỗi lần có dịp đi Sài Gòn tôi đều mang rượu văn cao vào biếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông trân trọng đặt lên bàn thờ thắp hương cẩn thận rồi mới gọi bạn bè đến uống. Ông ôm lấy tôi, mình nhớ anh văn quá, thao ơi. Cả nhà tôi đều yêu quý Trịnh Công Sơn coi anh như một thành viên trong gia đình. Một ngày mùa thu năm 1985 cửa nhà tôi bật mở, Trịnh Công Sơn ôm cây đàn guitar bước vào reo lên anh văn em vừa sáng tác xong một bài hát về mùa thu hà nội vội sang đây đàn và hát cho anh nghe thử nói xong trịnh công sơn vừa đàn vừa hát hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió trịnh công sơn hát hát một cách say sưa chiếc kính rơi ra khỏi mắt hai bàn tay gầy guộc lướt trên dây đàn hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi cho đến lúc ấy chén rượu vẫn lừng lơ trên tay cha tôi ông lặng đi nghe trịnh công sơn hát nghe tới đây chợt ông bừng tỉnh đưa mắt trịnh công sơn hình như ông định nói điều gì đó bất chợt giọng hát của sơn lại khe khẽ vang lên hà nội mùa thu mùa thu hà nội nhớ đến một người để nhớ mọi người tiếng đàn rung lên run rẩy trôi vào hư vô trịnh công sơn từ từ buông tay khỏi hộp đàn ông nhặt kính lên đeo trở lại rồi nhìn cha tôi lòng như thầm hỏi cha tôi lặng lẽ nhấp một ngụm rượu rồi nhìn sơn bài hát của sơn viết về mùa thu hà nội hay quá mình nghĩ câu kết ở câu sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi là được rồi sao lại còn thêm mấy câu vĩ thanh vào làm gì trịnh công sơn cười đúng là em đã định kết ở đó rồi nhưng em lại nhớ đến anh nên em làm thêm câu vĩ thanh hà nội mùa thu mùa thu hà nội nhớ đến một người để nhớ mọi người câu nhớ đến một người là nhớ đến anh đã anh thấy có được không cha tôi nhìn sơn cười thế thì được bài hát nhớ mùa thu hà nội của trịnh công sơn sáng tác năm đó chưa được trình diễn sau này khi trịnh công sơn xuất bản tập nhạc em còn nhớ hay em đã quên nhạc sĩ văn cao đã viết lời bạt cho sơn tôi gọi trịnh công sơn là người thơ ca bởi sơn nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính cái nào là phụ và bởi sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của tổ quốc mẹ hiền trong âm nhạc của sơn ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương tây sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nó tự trào ra nói như nhạc sĩ nguyễn xuân khoát người bạn già của tôi trịnh công sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra cái quyến rũ của nhạc trịnh công sơn có lẽ chính là ở đó ở chỗ không định ra một trường phái nào một triết học nào mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới với những lời ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi trịnh công sơn đã chinh phục hàng triệu con tim không chỉ ở trong nước mà cả ở ngoài biên giới nữa Đấy là lời giới thiệu của Văn Cao. Ngày lễ tang của cha tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bay ra Hà Nội từ hôm trước xuống sân bay. Ông đến thẳng nhà tôi, ông chạy lên cầu thang ôm lấy mẹ tôi, khóc tức tưởi. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết về nhạc sĩ Văn Cao như sau. Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng trên cánh đồng ca khúc tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi âm nhạc của anh văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng tôi la đà đi giữa cõi người anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất bay và chìm trong thân phận riêng tư, quanh ăn anh, anh văn là tranh là thơ là nhạc, vốn liếng cạnh tôi cũng là tranh là thơ là nhạc. Anh và tôi đi trên một con đường, nhưng anh là anh mà tôi vẫn là tôi. Cái lớn vô cùng và cái nhỏ cũng vô cùng. Anh đã từng nhiều năm nặng nợ với âm nhạc, thi ca, hội họa, điều ấy có thật, nhưng nhiều khi tôi vẫn băn khoăn và tự hỏi anh là ai mà lưu lạc giữa chốn thiên thai này trịnh công sơn vâng đây là một cái bài báo đã đăng ở an ninh thế giới bản thân tôi thì cũng đã có đôi lần gặp họa sĩ văn thao ông có hình ảnh cũng rất giống cha mình chúng tôi cũng đã cà phê trò chuyện với nhau Ừ, nhưng mà vì covid cũng đã mấy năm không gặp giá như gặp được anh thì chúng ta còn có nhiều điều thú vị anh có thể truyền tải và chúng ta hiểu thêm về nhạc sĩ văn cao mà chúng ta rất kính yêu thế còn hôm nay bài hát bài cái tản văn cái đoạn văn ngắn như trả lời phỏng vấn của văn thao này cho chúng ta nhìn thấy cái mối quan hệ của hai nghệ sĩ lừng danh của đất việt xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe